đưa tiễn đưa ông cha tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin gửi lời cảm ơn đến ban tang lễ đã tận tình giúp đỡ cho gia đình chúng tôi diễn ra việc hậu sự được trang trọng và chu toàn. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ sót, gia đình chúng tôi xin được nhận được sự thông cảm của quý vị. Để xin cảm ơn. Hello anh em, thì hôm nay mình đi ở Cầu Lãnh anh em. Đó. Đi khiên mà trong nhà giờ ta thích đánh, ta yêu cầu là đánh. Nói với anh Bảo Covid nè, anh Bảo Covid kêu anh em giờ đánh mới được. Nên anh em giờ vô cái ống gác đang chế ra cái đồ này để mình hồi mình đánh hồi vàng nha nè. Đó, đây là búa đập gạch. Đó, ok. Đây là hai cái đao. Đây là nguyên nhân mà đánh là do đây. Không có dầu lửa lấy dầu máy của em. Bảo Covid ra yêu cầu đánh mà không có báo trước nha anh em. Chủ nhà nha, đừng có hồi vậy. Ai? Chủ nhà, đính chính là chủ nhà. Đính chính là chủ nhà, bảo Covid cách ly 6 lần nha anh em. Đây là hai cái đao. Đó. Đây là một cái đại đao. Chị sao? Đây. Bảo Covid mới giữ, đây dầu là dầu anh em. Dầu chạy máy luôn. Đó, anh Mão chỉ huy, anh Bảo Covid vô rồi nha anh em. Rồi anh em tiếp tục coi clip ủng hộ kênh Bác Nhớ Tiền Giang nha. Toàn thể quý ông khách lời thành kính vâng ơn. Kính thưa các chức quyền sở tại, kính thưa gia đình tang quý, kính thưa quý khách có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Xưa nay khi có đòi cao ngọc sống như đình núi cao, hay gọi tùng bách trốn rừng sâu mới sống được ngàn năm. Nhưng khi làm kiếp người thì có ai sống ngoài trăm tuổi, kiếp nhân sinh sống dễ khác về. Cầm giá là cõi tạm mà người đời thượng đỡ đến dừng chân. Đã làm kiếp người thì sinh lão mệt sự không ai tránh khỏi. Nay mới với mạng số hồng trần về nơi đất Phật, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời đồng lộc khó phù kính được tôn cha. Đứng trước sự thương mất mát trường phía gia đình, vì dù mai táng sở mai táng chạy hồn nắm kịp, có mời anh em bà mẹ trở về đây thực hiện đại lễ bái quan, nhận quan và chi quan. Chậm chậm để dân nha. Thank you.
Cho lên đây nằm đi, cầm cái chai này, cầm cái chai luôn. Chưa hả? Đó là mày, rồi mà ăn thịt làm mệt con gái, có chịu không mày? Gặp mày mày khó cho nào không? Đã chịu, ăn cho nó dài đá thôi. Ui dạ, ui dạ, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, đám bà con chồng đội nói sao đá mạnh như vậy. Rồi dứt cái đó đó mày. Cái chai đâu lấy ra cho nằm đi đi. Khó là mày. Chai vậy mày? Chai gì nhiệt tình dữ hả? Không được bà con cô bác ơi. Chết kiểu nào chứ cái này nó đâm rách sâu quắc rồi bà con ơi. Đâu là chết luôn. Chú từ người cứu con chứ không. Đâu đâu thật luôn mày. Ui da trời 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 ơi là trời. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời sao mày thấy nước thì sao mày chưa uống mày
công nhận nó không phải kỳ chứ. Nước cái chạch Mỹ Thọ uống sợ mấy thôi chứ ăn không nhiều quá. Mát uống khe đó mày. Trò uống gì vô mày. Khỏi mới quen. Ông nội lên chạch Mỹ không hết được chứ cha. Vô biết coi. Nhiều chuyện quá nằm xuống nghe tao hỏi đâu mày. Trời, mày ơi. Trong này tháng uống quá tặng rồi 50 ngàn rồi. Cảm ơn trong dần rất nhiều. Trước kia mà Vĩnh Biệt đổi chồng đi theo bò lên cũ. Mày có điều gì muốn nói với bà con bác không mày? Dạ. Trước khi con Vĩnh Biệt đổi chồng đi theo bò lên cũ, gia đình bà con cô bác nhờ có thương tình, chứ ủng hộ con làm lộ phí con đổ xăng con về dưới là bà con cô bác ơi. Dạ tới đâu? Con quỷ nó khôn với bà con ơi. Trước khi nhìn mẹ cõi trận đi theo bò lên cũ, có người xin việc làm một phí. Bà con cô bác ai thương tình ủng hộ 50.000 lẻ mua xôi bò lên cũ luôn bà con ơi. Không cho đâu đâu mày. Trời ơi trời, không cho xăng đâu đi về dưới mày. Trên tàu cái xóm này tao phá gói hoài quá. Không cho đi bộ mày, tụi đó hâm he người ta hả mày. Còn cơ sở mai táng chạy hồn 5 triệu đâu mà mày. Trước kia mày chết thì kiếm chạy hồn 5 triệu kia mày. Nếu một mai tao như thì cõi trận đi theo bò lên cũ á, mày kêu cơ sở mai táng chạy hộp đám kịp tặng cho tao cái hộp giống một cái chung nhà tao mới chịu đi. Qua dân ở dưới ra đây tao không biết gì nói hơn nghe không? Mà giờ tặng 10.000 mua giết chi? Ông chú vừa bước ra tặng mày 10.000 đồng, ý gì một con mày? Trời ơi trời, đã cái trả con cháu mày cha đông như vậy nè, tao không lẽ có một hai người thương mày? Còn mấy bà chị mua ghét tao hết rồi hết. Mày mỹ sứ ai thương mày? Mày mỹ sứ bạn đó. Đây nè, ăn uống gì? Đâu đâu? Mua vé về thành phố Hồ Chí Minh đâu? Mày đếm kỹ cho bà con, cô bác, trong gia đình đó. Ủng hộ cho tao đủ một vé mua vé. Dường đầm quay lạch có mày quay tao về quê chưa? Đây, dạ, 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 ông chú vừa bước ra tặng điện 20 ngàn đồng với mày. Đó. Để cho Yến coi mày. Đếm coi. Hai ông chủ cơm chớp của mày, tổng cộng là 120 ngàn. Đủ đi một mày. 120k. Ừ. Đủ đi mày. Trời ơi ông nội ơi, quỷ sứ cốc vậy chứ trời gì cha. Người ta chép mừng mấy 20 chai. Còn cái thằng quỷ sứ đẹp trai với cái xóm này chép thì có 120 gì cả. Chứ mày quỷ sứ phân bị người ta hả mày? Mày quỷ. Thôi đâu phải mày người đâu. Không quỷ. Mày lạnh lắm không? Để tao kêu này vô đắp lại rồi mày. Đắp lại rồi mày. Đây hổng kìa. Đây nó vô. Đắp lại. Không có giặt à. Không giặt. Không có quay quang nữa. Giặt vô, giặt vô con. Giặt cho mày. Đây, vô. Đừng lấy tay. Ông anh vừa bước ra tặng 50 ngàn đồng nha mày. Trời ơi trời. Từ hồi nãy giờ thấy phụ nam vô ủng hộ. Ông ba nữa. Mấy bà chị trong nhà nãy giờ đốt tiêu hết trơn rồi trời. Tháng mày. Ui ui. Dạ dạ chị dạ. Dán vô. Bà chị vừa bước ra tặng chết rồi. Cho thêm 50 ngàn đồng nha mày. Trời ơi công nhận thôi không phải chơi chứ. Cái đàn bà con gái trên Mỹ Thọ sao bà lạ đẹp lùng cho trời. Ai cho tiền cái mày kéo nịnh hả mày? Giờ luôn, mùi luôn. Đắp nó lại. Lẹm mày luôn. Lẹm mày luôn. Ôi ôi, cái áo chổng kìa nội. Cái áo chổng kìa. Hành xuống mày. Đó là mày. Ai chết hả mày? Mày chết hả mày? Đắp lên. Đắp lên. Chú Tân ơi, chú Tân ơi, cứu con hiện chén đi chú Tân. Trời ơi. Chú ra trời 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 trời. Chú ra trời luôn. Cái gì vậy mày? Trời luôn là trời không được đâu. Chú ra trời luôn. Nó lỡ mày, trời mưa trơn trận nó lỡ mày. Trời, trời hả? Hết chuyện mày lỡ sao? Mày lỡ khu dưới mày kiếm bài rồi dạo như thế hả mày? Mày lấy xích lên để dưới cái chập 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 chập. Trời ơi, dập thành đây đây, về dưới cái gì sợ lại. Chú thì chết, chú bỏ cái đây mày. Con nhẹ nhàng đi xe thì con nổi lên. Xe còn cấm đan không thờ. Nhiều chuyện quá nằm xuống mày. Nằm em. Tao đâu bây giờ kỹ lên, tao nghe được cho ông hổ không mày. Để mày đâu mày. Người ta nói mày chết đi, người ta mới cho mày. Mày chưa chết mà mày nói là
Cây đó không đau quá. Đứng lại. 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 Đâu đâu bây giờ kể cho mấy ông anh ngoài đường chứ trong nhà của cha ông hậu lần cuối không mày. Ở đâu? Em hai ba tự tự nè. Trời ơi. Chết luôn rồi. Đứng ra luôn. Chết luôn rồi. Chết luôn. Điên ra chụp về trong đó cho nó lẩu. Ta ra khỏi nhà mới được, ra khỏi nhà mới được có mẫu. Qua đây được rồi mọi người. Đúng rồi. 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 Đú